Chào mừng bà con đến với kênh nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn đánh gấp đất nền xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 90 m 5 x 18, đất thổ cư. Lộ nhựa thì 3 m, trước lộ thì có con kênh, cất nhà hết sức là mát mẻ. Hướng Tây Nam nghe bà con mình. Giá bán là 320 triệu, bao toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cho bà con mình luôn. Bà con mình muốn mua đất nền rẻ ở khu vực này á, thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn đánh gấp đất nền xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất á, là 90 m 5 x 18, đất thổ cư. Lộ nhựa thì 3 m, trước lộ thì có con kênh, cất nhà hết sức là mát mẻ. Hướng Tây Nam nghe bà con mình. Giá bán là 3 triệu.